Tranh vẽ một công đường và có một vị quan án đang xét xử đúng không nào? Các thầy mà, xưa người ta gọi người xử án là quan án, còn nơi diễn ra việc xử án gọi là công đường. Ê, ông quan án này đang xử vụ án gì vậy? Ông xử thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài tập đọc Phân xử tài tình của tác giả Nguyễn Đồng Chi. Các em mở sách giáo khoa tiếng Việt lớp 5, tập 2, trang 46 để cùng học bài. Các em biết không, xưa hay nay cũng vậy, người xử án có vai trò rất quan trọng trong việc đem lại cuộc sống thanh bình cho nhân dân. Chính họ đã giúp cho người dân lấy lại công bằng, quyền lợi. Đó cũng chính là lý do chương trình sách giáo khoa chọn bài học này thuộc chủ điểm vì cuộc sống thanh bình các em ạ. Trước tiên, cô cho mình cùng bước vào phần luyện đọc. Cô mời các em theo dõi sách giáo khoa và nghe cô đọc bài nhé. Phân xử tài tình. Xưa có một vị quan án rất tài, vụ án nào ông cũng tìm ra manh mối và phân xử công bằng. Một hôm có hai người đàn bà đến công đường, một người mếu máo: "Bẩm quan, con mang vải đi chợ, bà này hỏi mua rồi cướp tấm vải bảo là của mình." Người kia cũng rưng rưng nước mắt: "Tấm vải là của con, bà này lấy trộm." Đòi người làm chứng nhưng không có, quan cho lính về nhà họ xem. Cả hai đều có khung cửi như nhau, cùng mang vải ra chợ bán hôm ấy. Ngẫm một lát, quan ôn tồn bảo: "Hai người đều có lý nên ta xử thế này, tấm vải sẽ đôi, mỗi người một nửa." Thừa lệnh, lính đo vải xé ngay. Một người đàn bà bật khóc. Lập tức, quan đưa cả tấm vải cho người này, rồi thét trói người kia lại. Sau một hồi tra hỏi, kẻ kia phải cúi đầu nhận tội. Lần khác, quan tới vãn cảnh một ngôi chùa. Sư phụ đón tiếp kính cẩn, rồi nhờ tìm hộ số tiền của nhà chùa bị mất. Quan nói sư cụ biện lễ cúng Phật, rồi gọi hết sư vãi, cải ăn gợi ở trong chùa ra, giao cho mỗi người cầm một nắm thóc và bảo: "Chùa ta mất tiền, chưa rõ thủ phạm. Mỗi người hãy cầm một nắm thóc đã ngâm nước, rồi vừa chạy đàn, vừa niệm Phật. Đức Phật rất thiêng, ai gian, Phật sẽ làm cho thóc trong tay kẻ đó nảy mầm. Như vậy, ngày gian sẽ rõ." Mới vài vòng chạy, đã thấy một chú tiểu thỉnh thoảng hé bàn tay cầm thóc ra xem. Quan lập tức cho bắt chú tiểu, vì chỉ kẻ có tật mới hay giật mình. Chú tiểu kia đành nhận tội, theo Nguyễn Đồng Chi. Bây giờ, tem suy nghĩ và cho cô biết, bài văn này có thể chia làm mấy đoạn để luyện đọc. Tem có 1 phút để đọc lướt bài văn rồi chia đoạn. 1 phút bắt đầu. Đây là các đoạn của bài văn. Em hãy dùng bút chì để đánh dấu các đoạn vào sách giáo khoa nhé. Đoạn 1. Từ đầu đến bà này lấy trộm. Đoạn 2. Từ đòi người làm chứng đến kẻ kia phải cúi đầu nhận tội. Đoạn 3 là đoạn còn lại. Trong bài tập đọc này, các em cần lưu ý đọc đúng những tiếng có chứa âm đầu L, N như sau. Lấy trộm. Làm chứng. Thừa lệnh. Lập tức. Nắm thóc. Trong bài này, khi đọc ngoài việc ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các em cần chú ý ngắt nghỉ hơi ở các cụm từ sao cho rõ nghĩa, đặc biệt là ở các câu văn dài nhé. Bây giờ, em hãy tìm những câu văn dài có trong bài, sau đó đánh dấu vào chỗ cần ngắt nghỉ. Các em có 1 phút để thực hiện. Xin mời các em. Sau đây là những câu văn dài có trong bài mà khi đọc các em cần chú ý. Em hãy tìm cách ngắt nghỉ hơi trong câu trên. Và đây là gợi ý của cô.
Em hãy lắng nghe cô đọc nhé. Lập tức, quan bảo đưa cả tấm vải cho người này, rồi thét trói người kia lại. Mỗi người hãy cầm một nắm thóc đã ngâm nước, rồi vừa chạy đàn, vừa niệm Phật. Kèm hãy đọc lại hai câu văn này và ngắt nghỉ sao cho đúng như cô vừa hướng dẫn. Bây giờ, kèm hãy nhìn vào sách giáo khoa trang 47, đọc phần chú giải để hiểu rõ nghĩa của một số từ ngữ trong bài. Quan án là chức quan thời xưa chuyên lo liệu việc điều tra và xét xử. Vãn cảnh là đến ngắm cảnh đẹp. Biện lễ là lo liệu, sắm sửa lễ vật. Sư vãi là những người tu hành ở chùa nói chung. Đàn là nền đất đắp cao hoặc đài dựng cao để tế lễ. Cô mời các em xem hình ảnh sau. Đây là đàn nam giao. Xưa kia, vào mùa xuân hàng năm, đàn nam giao là nơi các vua nhà Nguyễn tổ chức lễ tế trời đất. Đàn nam giao là một chứng tích lịch sử quan trọng trong cụm di tích triều Nguyễn, nay thuộc địa phận của thành phố Huế. Chạy đàn là nghi lễ chạy quanh đàn cúng. Trong bài đọc có từ khung cửi. Khung cửi là công cụ dệt vải thô sơ, đóng bằng gỗ. Cô mời các em quan sát hình ảnh. Để dệt nên tấm vải bằng khung cửi, người ta cần làm trong vài ngày liên tục với những công đoạn tỉ mỉ, rất vất vả các em ạ. Qua hoạt động này, các em đã hiểu rõ nghĩa của những từ ngữ này hơn trong quá trình các em tìm hiểu bài. Khi đọc bài, các em cần lưu ý đọc với giọng hồi hộp, hào hứng, thể hiện được niềm khâm phục của người kể chuyện về tài sự kiện của ông quan án. Chú ý, cần đọc phân biệt lời của từng nhân vật sao cho phù hợp nhé. Người dẫn chuyện, các em đọc giọng rõ ràng, rành mạch, biểu thị cảm xúc khâm phục. Giọng hai người đàn bà, mếu máo, ấm ức. Giọng đọc của quan án, ôn tồn, đĩnh đạc, trang nghiêm. Kèm hãy đọc lại bài văn theo những hướng dẫn của cô nhé. Bây giờ, cô cho mình cùng chuyển sang hoạt động tiếp theo để tìm hiểu nội dung của bài. Trong bài đọc này, quan đã xử mấy vụ án nào? Chắc hẳn bạn nào cũng biết đúng không? Quan đã xử hai vụ án. Đó là vụ hai người đàn bà như hình vẽ trong sách giáo khoa và một vụ trộm ở chùa. Chúng ta cùng tìm hiểu từng vụ án xem quan xử như thế nào mà bài đọc lại có tên gọi là phân xử tài tình nhé. Vụ án thứ nhất ra sao? Kèm hãy đọc thầm đoạn 1 và đoạn 2 của bài để tìm hiểu. Trả lời câu hỏi 1. Hai người đàn bà đến công đường nhờ quan phân xử việc gì? Em hãy dùng bút chì để đánh dấu vào sách giáo khoa những chi tiết trả lời câu hỏi này. Các em có thể tạm dừng video để đọc bài và trả lời câu hỏi. Sau đó, ấn tiếp tục để kiểm tra kết quả. Các em ạ, hai người đàn bà đến công đường nhờ quan phân xử về việc mình bị mất cắp tấm vải. Người nọ tố cáo người kia lấy trộm vải của mình. Ai cũng khóc lóc, mếu máo bảo tấm vải là của mình. Vậy quan án đã dùng những biện pháp nào để tìm ra người lấy cắp tấm vải? Em tìm ý trả lời cho câu hỏi này bằng cách dùng bút chì gạch chân nhé. Các em cùng làm việc nào. Qua các chi tiết ở đoạn 2, các em thấy quan án đã dùng những biện pháp như sau để tìm ra người lấy cắp. Đầu tiên, ông đòi người làm chứng nhưng không có. Sau đó, quan cho lính về nhà hai người đàn bà để xem xét, cũng không tìm được chứng cứ
vì nhà người nào cũng có khung cửi như nhau và sáng hôm đó đều mang vải ra chợ bán. Ông đã dùng biện pháp cuối cùng, đó là sai xé tấm vải làm đôi cho mỗi người một nửa. Thấy một trong hai người bật khóc, quan sai lính trả tấm vải cho người này, rồi thét trói người kia lại. Như vậy, để tìm được người lấy cắp tấm vải, thì quan đã dùng nhiều cách. Vậy vì sao quan cho rằng người không khóc chính là người lấy cắp? Lý do để quan cho rằng người không khóc chính là người lấy cắp, đó là ông hiểu phải tự mình làm ra tấm vải để lấy tiền thì mới thấy tiếc, thấy đau xót khi công sức lao động của mình bị phá bỏ, nên đã bật khóc ngay khi tấm vải bị xé. Qua nội dung vừa tìm hiểu, em hãy tìm ý chính của đoạn 1 và đoạn 2 nhé. Chắc hẳn là các em đã có câu trả lời phải không? Nội dung của đoạn 1 và đoạn 2 là: quan án phân xử công bằng vụ lấy trộm vải. Quan án đã phân xử thật tài tình đúng không các em? Các em cảm thấy thế nào nếu có mặt trong buổi sự kiện hôm đó? Cô thì cảm thấy rất không phục trước tài xử án của vị quan này các em ạ. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu vụ án thứ hai trong bài đọc nhé. Vụ án này xảy ra trong một ngôi chùa và quan đã xử án ngay tại ngôi chùa này đấy. Các em đọc thầm đoạn 3 và tự kể lại cách quan án tìm kẻ lấy trộm tiền của nhà chùa nhé. Cách quan án tìm ra kẻ lấy trộm tiền của nhà chùa như sau. Đầu tiên, quan nói với sư cụ biện lễ cúng Phật, cho gọi hết sư vãi, kẻ ăn người ở trong chùa ra, giao cho mỗi người một nắm thóc đã ngâm nước, bảo họ cầm nắm thóc đó vừa chạy đàn, vừa niệm Phật. Rồi quan đánh đòn tâm lý, quan nói, Đức Phật rất thiêng, ai gian, Phật sẽ làm cho thóc trong tay kẻ đó nảy mầm. Xong quan đứng quan sát những người chạy đàn, thấy một chú tiểu thỉnh thoảng hé bàn tay cầm thóc ra xem. Lập tức, quan cho bắt chú tiểu kia lại, vì chỉ kẻ có tật mới hay giật mình. Chú tiểu kia đành nhận tội. Vậy vì sao quan hán dùng những cách đó? Mời các em đọc câu hỏi số 4 để tìm xem các gợi ý của câu hỏi này nhé. Câu hỏi 4. Vì sao quan hán dùng cách trên? Hãy chọn ý trả lời đúng cho câu hỏi này. A. Vì tin là thóc trong tay kẻ gian sẽ nảy mầm. B. Vì biết kẻ gian thường lo lắng nên sẽ lộ mặt. C. Vì cần có thời gian để thu thập chứng cứ. Các em chọn đáp án nào? À, chắc chắn đáp án đúng là B rồi. Cô chúc mừng các bạn có đáp án là B nhé. Vậy em đã dựa vào chi tiết nào để chọn đáp án là B? Chắc chắn là chi tiết chỉ kẻ có tật mới hay giật mình. Thế là một lần nữa, chúng ta lại thấy được sự tài tình trong việc tìm ra kẻ trộm tiền của vị quan án. Đó cũng chính là nội dung của đoạn 3 đấy. Quan án thông minh, nhanh chóng tìm ra kẻ lấy trộm tiền của nhà chùa. Vậy theo các em, quan án đã phán được các vụ án nhờ đâu? Cô nghĩ rằng mỗi bạn đều có những suy nghĩ của mình phải không? Và đây là suy nghĩ của cô. Theo cô, quan án phá được các vụ án nhờ sự thông minh, quyết đoán. Ông nắm được đặc điểm tâm lý của kẻ phạm tội. Qua câu chuyện này, em thấy câu chuyện muốn nói lên điều gì? Câu chuyện đã ca ngợi trí thông minh, tài xử kiện của vị quan án. Đó cũng chính là nội dung của bài học hôm nay các em ạ. Cô mời các em cùng cô đọc lại nội dung của bài tập đọc Phân xử tài tình. Nội dung: câu chuyện ca ngợi trí thông minh, tài xử kiện của vị quan án. Bây giờ
Cô trò mình cùng chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần đọc diễn cảm. Theo các em, chúng ta cần đọc bài với giọng như thế nào để vừa đúng, vừa hay và nêu được nội dung ý nghĩa của bài? Cô sẽ gợi ý cho các em cách đọc diễn cảm bài văn này như sau. Với bài văn này, các em cần đọc toàn bài với giọng hồi hộp, hào hứng, thể hiện niềm khâm phục về tài sự kiện của ông quan án. Chú ý đọc đúng lời của nhân vật. Người dẫn chuyện đọc với giọng rõ ràng, rành mạch, biểu thị cảm xúc khâm phục. Giọng hai người đàn bà mếu máo, ấm ức. Quan án giọng đọc ôn tồn mà đĩnh đạc, trang nghiêm. Các em đã nắm được chưa nào? Bây giờ các em hãy vận dụng để luyện đọc diễn cảm một đoạn trong bài nhé. Đoạn văn luyện đọc của chúng ta là đoạn 3. Em hãy suy nghĩ và gạch chân vào sách giáo khoa những câu văn dài cần ngắt, nghỉ, những từ ngữ cần nhấn giọng để thể hiện được nội dung chính của bài. Các em cùng thực hiện nào! Đây là gợi ý của cô. Những từ ngữ cần nhấn giọng khi đọc đoạn văn này đó là những từ ngữ cô đã in màu vàng. Các em đối chiếu và gạch chân trong sách giáo khoa của mình nếu còn thiếu sót. Các em chú ý ngắt nghỉ hơi đúng ở câu văn sau. Cô mời các em lắng nghe cô đọc. Mỗi người hãy cầm một nắm thóc đã ngâm nước, rồi vừa chạy đàn, vừa niệm Phật. Các em đã đánh dấu xong chưa? Bây giờ, cô mời các em nghe cô đọc đoạn văn sau nhé. Phân xử tài tình. Lần khác, quan tới vãn cảnh một ngôi chùa. Sư cụ đón tiếp kính cẩn, rồi nhờ tìm hộ số tiền của nhà chùa bị mất. Quan nói sư cụ điện lễ cúng Phật, rồi gọi hết sư vãi, kẻ ăn người ở trong chùa ra, giao cho mỗi người cầm một nắm thóc và bảo: chùa ta mất tiền, chưa rõ thủ phạm. Mỗi người hãy cầm một nắm thóc đã ngâm nước, rồi vừa chạy đàn, vừa niệm Phật. Đức Phật rất thiêng, ai gian, Phật sẽ làm cho thóc trong tay kẻ đó nảy mầm. Như vậy, ngày dàn sẽ rõ. Mới vài vòng chạy, đã thấy một chú tiểu thỉnh thoảng hé bàn tay cầm thóc ra xem. Quan lập tức cho bắt chú tiểu, vì chỉ kẻ có tật mới hay giật mình. Chú tiểu kia đành nhận tội. Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em luyện đọc và tìm hiểu bài Phân xử tài tình của tác giả Nguyễn Đồng Chi. Các em ạ, chúng ta thật tự hào khi ở đất nước Việt Nam cũng có nhiều vị quan án tài giỏi như ông Nguyễn Khoa Đăng mà các em đã được học trong tiết kể chuyện tuần trước. Viết tiếp những trang tự hào của dân tộc trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ cũng như trong thời kỳ xây dựng đất nước hiện nay, đã có biết bao tấm gương các vị lãnh đạo, anh hùng đã sẵn sàng xả thân vì Tổ quốc, vì cuộc sống thanh bình của nhân dân. Trong thời gian vừa qua, nhà nước và nhân dân ta đã chung sức, đồng lòng phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các vị lãnh đạo nhà nước, các y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch, các chú bộ đội đã không quản ngày đêm vất vả, khó khăn, luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ để bảo vệ sức khỏe, tính mạng và sự an toàn của nhân dân. Vậy vì sự hy sinh cao cả đó, vì sự an toàn sức khỏe của cộng đồng và của chính bản thân mình, nhiệm vụ của mỗi người dân chúng ta là gì? À, chúng ta cần thực hiện tốt các hướng dẫn của Bộ Y tế để phòng chống dịch bệnh các em nhé. Cô tin rằng nếu mỗi người dân đều nâng cao ý thức, thì chắc chắn Việt Nam của chúng ta sẽ chiến thắng bệnh dịch. Các em có thể truy cập YouTube để xem bộ phim hoạt hình Phân xử tài tình. Sau bài học, các em cần đọc diễn cảm và nắm được nội dung của bài, trả lời các câu hỏi cuối bài và chuẩn bị cho tiết tập đọc sau, đó là bài Chú đi tuần. Tiết học của cô đến đây là kết thúc. Chúc các em học tập thật tốt. Hẹn gặp lại các em ở bài học sau.